Xin chào tất cả các bạn, cô Duân nè. Thì dạo gần đây ở trên TikTok của Trung Quốc cũng như là trên TikTok của thế giới đang rất hot một bài múa tên là Yến Vô Hiết. Bài này thì được biên đạo bởi thầy Bạch Lão Sư ở bên Trung Quốc và team Lờ Siếc đã cover lại bài múa này và up lên TikTok của Lờ Siếc thì đã nhận được rất rất nhiều lượt xem, hàng triệu lượt view và được rất nhiều người yêu thích và cũng như là hỏi chúng mình hướng dẫn bài này đi, chị dạy múa bài này đi. Vậy thì ngay hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn thật là chi tiết cái bài múa này để bất cứ ai cũng có thể học được và làm được theo nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Rồi, trong cái bài dạy này thì mình sẽ dạy từ phần trên xuống phần dưới. Mình sẽ dạy phần tay trước và phần chân sau. Cả nhà chú ý nhé. Rồi, bắt đầu này. Bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng tay phải vuốt lên vai trái. Đó, vuốt một đường chéo ngang qua ngực và hất thẳng xuống hướng chéo bên phải. Lại nhé, 5, 6, 7, and đặt tay trái and vuốt xuống. Rồi, thêm một chút nữa này. Trong cái quá trình khi mà chúng ta vuốt cái tay phải này ra được gần giữa giữa người rồi, thì chúng mình sẽ bắt đầu dùng đến tay trái đặt xuống vai. Đó, ngay cái lúc mà tay phải thắt xuống dưới thì tay trái ngay lập tức cũng đặt lên vai. Lại nhé, chúng ta kết hợp cả hai tay này, tay phải và tay trái. 5, 6, 7, and 1, đặt xuống 2. Lại 5, 6, 7, vuốt 1, đặt 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cùng với chân nhé. Chân trái của chúng ta sẽ đưa lên, đưa chéo lên một góc 45 độ. Và chú ý là chúng ta sẽ chỉ chạm mũi chân xuống mặt đất thôi nhé. Mọi người nhớ nhớ duỗi cái mũi chân ra đó và đặt cái mũi chân xuống mặt đất, không ai đặt gót chân xuống đâu nha, chỉ đặt mũi chân thôi. Lại này, khi mà tay phải chạm lên vai cũng là lúc chúng ta đặt cái mũi chân xuống và hơi đẩy cái hông trái lên đó, hơi đẩy phần hông trái lên cho mình. Lại nhé, 5, 6, 7, and đặt tay, đặt chân, đẩy hông, vuốt xuống, tay từ từ vuốt xuống thì chân cũng thu về, chân trái cũng thu về sát với chân phải. Khi mà thu chân về thì cả nhà chú ý cho mình là vẫn sẽ kiễng chân nhưng mà đầu gối của chúng ta sẽ trùng xuống một chút như thế này ạ. Đó, hai chân sẽ trùng xuống một chút. Chân kiễng cao, ẻn chân trùng. Lại này, chân kiễng cao, chân trùng gối đó và thu sát lại vào nhau để làm sao mà đầu gối chân trái này có thể che hoàn toàn đầu gối chân phải chứ mình không để như này nha. Rồi, đầu gối chân trái che hoàn toàn đầu gối chân phải. Lại này, 5 6 7 vuốt tay phải, chân trái vuốt tay xuống, đặt chân vào. Lại này, 5 6 7 8 and 1 tạ 2. Đó, mọi thứ nó chỉ diễn ra trên một nửa nhịp như thế thôi. Một tả hạ, rồi lại 5, 6, 7, and 1, tả, 2. Đồng thời đầu của chúng ta cũng nhìn theo tay nhé. Đó, đặt tay phải lên thì đầu hơi nghiêng sang bên trái này. Vuốt tay phải xuống thì đầu nhìn theo tay phải. Đó, đầu nhìn theo cái tay tay thấp hơn của mình ạ. Rồi, tiếp theo nhé, động tác thứ hai này. Mình sẽ vòng cả hai tay theo một đường tròn từ phải sang trái, vòng một vòng đó, và khi kết thúc của vòng tròn đó thì dáng tay của chúng ta sẽ như thế này. Mọi người chú ý là cái bàn tay của mình ấy nó sẽ cong xuống, cố gắng là các ngón tay khép lại, các ngón tay khép lại và cong cái mũi các cái đầu ngón tay xuống dưới sàn đó, bẻ cái cổ tay ra đó. Khi mà đặt lên dáng thì các ngón tay vẫn cong như vậy. Và chú ý là cái tay trái nó sẽ hơi ngang ngang ra. Cái cổ tay sẽ hơi bằng với vai nhá. Và cái khuỷu tay hạ thấp hơn vai một chút. Đây là dáng của cái tay trái. Và tay mình không ngửa ra đằng sau của người như này nhá. Tay sẽ hướng lên trước, một hướng chéo chéo thôi. Còn tay phải này hơi đặt nhẹ gần sát với đầu. Nó hơi cong thấp xuống, nó không như thế này, nó không mở rộng ra như thế này mà nó cong thấp xuống, nó gần với một góc 90 độ đấy, nó lớn hơn một chút thôi. Rồi lại nhé, hai tay đang từ đây này, đang từ động tác một này,
rồi đưa một vòng tròn từ phải sang trái. And dừng dáng. Đó, dừng dáng như một cây liễu cong cong. Rồi, lại nhé các bạn nhé. 5, 6, 7, 8. And 1, xuống 2. And 3, dừng 4. Đúng rồi, mình sẽ thêm một chút chân vào cái động tác lúc mà vòng tay này nhé. Rồi, trong lúc mà chúng ta vòng tay này, thì mình sẽ bước chân trái sang và kiễng chân phải lên và mình sẽ ngồi xuống hông bên trái. Ngồi xuống hông bên trái là như thế nào? Là hoàn toàn trụ của cơ thể mình sẽ đặt sang chân trái. Làm thế nào để kiểm tra trụ của mình? Mình sẽ nhấc thử cái chân phải lên. Nếu mà mình không bị đung đưa người này, không bị mất trụ, đó thì là mình sẽ trụ đúng rồi. Ví dụ mình bảo các bạn là trụ sang bên trái thì mọi người có thể kiểm tra bằng cách nhấc thử chân phải lên. Đó, nếu mà mình vẫn ổn định ở tư thế này thì đó là đúng trụ. Được chưa? Đây là sai trụ này. Đó, là thử nhấc chân lên là sẽ bị đung đưa. Đây là đúng trụ nhá. Động tác này chúng ta sẽ trụ ở chân trái, trùng cái đầu gối chân trái xuống, hông hơi đẩy sang bên trái một chút và chân phải thì kiễng cao. Đó, đầu gối hơi vuông góc một chút. Rồi. À, lại động tác này. Mình đang ở đây nhá. Mình đang dừng ở động tác đầu tiên này. Rồi, khi mà đưa tay vòng thì đồng thời cũng đưa chân trái sang, bước một bước và tay vòng lên. Khi mà tay hạ về cái vị trí dừng dáng thì chân phải cũng kiễng lên và mình về vị trí trụ chân trái. Lại các bạn nhé. Lại này. 5, 6, 7, y. 3, dừng xuống. 4. Lại này. 5, 6, 7, vòng tay sang trái này. 3, and dừng. 4. Đó, chú ý chỗ này. Dáng tay này, thế tay phải thật là đẹp này, thế chân đúng này, trụ đúng chân này, chân phải kiễng đúng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đếm nhanh hơn một chút nhé. 5, 6, 7, and 1, dừng, 2, vòng sang 3, ỉ, 4. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, một lần nữa nhé. 5, 6, 7, 8, and 1, vuốt về 2, 3, dừng, 4. Động tác tiếp theo này, mình sẽ đặt cái tay phải xuống dưới bên cạnh hông. 5, úp bàn tay xuống nhé. Tay phải đang ở trên đầu này. Đặt tay phải bên cạnh hông, úp nó xuống. Rồi sau đó lại lật tay phải lên. Về 6. Cái lúc này thì cái dáng của tay phải và tay trái sẽ giống hệt như nhau luôn. Đó là mình sẽ để hơi dài tay lên, cái khuỷu tay hơi hơi khuỵu xuống một chút. Đó, cho cái cánh tay nó mềm mại, nó không bị thẳng đơ quá như thế này nhá. Mọi người khuỵu khuỵu cái cong cái khuỷu tay xuống một chút cho mình. Và nhớ là bàn tay, các ngón tay vẫn cố gắng cong hết sức có thể. Đó, lại nhá. Từ động tác này này. 5, 6, 7, em vòng 1, dừng dáng 2, úp tay phải 3, rồi về 4. Và thêm một chút chân ở chỗ này nhá. Đó, đang sau khi dừng dáng này, quay lại động tác dừng dáng này. Khi mà lấy tay phải đặt xuống thì đồng thời mình sẽ xoay cái gót chân ra ngoài, xoay cái gót chân phải ra ngoài, xoay cái đầu gối vào trong, hông đẩy cao lên và ra bên ngoài, sang bên phải. Lại nhá, đang ở trên này, dừng dáng, sau đó tay phải hạ xuống, xoay gót chân ra ngoài, dừng một. Rồi sau đó mình sẽ đổi trụ này, cái đổi trụ này hơi khó này. Mình sẽ đổi trụ về chân phải nhưng mà mình vẫn kiễng chân phải nhá. Kiễng chân phải, đổi trụ về, đó mình sẽ hơi khuỵu cái đầu gối xuống và chân trái mình sẽ thẳng. Lại này, trụ, mình sẽ tập riêng chân thôi nhá. Trụ chân trái, đẩy hông, xoay gót, đẩy người về phải, đổi trụ. Lại lần nữa, trụ chân trái, đẩy hông, xoay gót, đẩy người về chân phải, trụ chân phải. Lúc này chân trái sẽ hoàn toàn thẳng, chân phải thì đầu gối sẽ trùng đầu gối và bàn chân thì vẫn kiễng, kiễng chân phải, được chưa? Và cái dáng của chúng ta lúc này sẽ là như thế này nhá. Đó, hai tay hơi cong
và duỗi dài ra ngoài như hai mầm cây nhé các bạn, duỗi dài. Rồi lại từ đoạn rừng giá 5 6 7 xuống, đặt tay duỗi đổi gót chân và đổi trụ về đó bên phải. Rồi chúng ta sẽ làm lại nhé, lại từ đầu này. 5 6 7 8 vuốt tay 1, đặt xuống 2, vòng tay 3, dừng dáng 4, đổi trụ 5, dừng lên 6. Rồi, từ đây này chúng ta sẽ dùng cái chân phải làm cái đà, đẩy thẳng cái cẳng chân phải lên, đồng thời đổi tay xuống dưới. Đó, đổi cái tay phải xuống dưới và tay trái lại lên trên. Mình sẽ tập cái tay trước nhá. Cái tay đang từ tay trái thấp này, đổi lên èn bảy đó, mình sẽ đổi đổi một phát èn dừng lại 5 6 7 8 èn dừng đó. Hai cái tay mình sẽ như cái mắc áo ấy, mình sẽ giữ nguyên cái khung tay nhá, giữ nguyên hoàn toàn khung tay và chỉ đẩy sang phải một chút và lại đẩy về, giữ nguyên cái thế đó luôn. Rồi chân mình đang ở đây, đang trụ chân phải này, 5 6 7 đẩy thẳng cái cẳng chân lên và về chân không này. Đó, mình sẽ duỗi thẳng cái đầu gối này ra này để đổi trụ nhá. Duỗi thẳng đầu gối 2 3 èn lên trả về, 5 6 7 thẳng lên trả về. Thêm tay này, 5 6 7 8 thẳng lên trả về, thẳng lên trả về. Rồi, từ những động tác trước nhá. Đang ở đây này, đang dừng ở trụ này, 5 6 7 8 đặt xoay gót ra 1 về 2 tà 3. Đúng rồi, đổ một lần như thế thôi. Mình sẽ làm lại từ đầu nhé. 5 6 7 vuốt tay 1 tà 2 3 tà 4, đặt tay 5 tà 6 tà 7. Rồi, gần hết rồi. Động tác cuối cùng của khổ 8 lần này là chúng ta sẽ thu hết tất cả mọi thứ về chân phải. Đó, chân thì chân trái thu về. Đó, và hai tay thì hất ra ngoài. Đó, mình sẽ dậy tay trước nhá. Tay đang ở đây này. Rồi, cả hai tay sẽ đưa lên cao và hất ra phía trước. Hai bàn tay, mỗi tay thì nó sẽ chéo, chéo ra cái hướng ngoài của nó. Tay phải chéo hướng ngoài bên phải, tay trái chéo hướng ngoài bên trái, và các ngón tay thì mình mềm mại ra nhé mọi người. Đó, các ngón tay mềm mại ra, ngón giữa hơi thấp xuống một chút. Đó, như vậy. Đó, hai tay hướng, bàn tay hướng chéo 45 độ như vậy. Còn chân của chúng ta đang ở đây đúng không? Chân phải đang kiễng này và trụ chân phải này, mình sẽ đổ hết về chân phải. Đó, thu về. Rồi, lại động tác này. Đang ở đây, em thu về bên phải. Lại, 5, 6, 7, 8, em thu về bên phải. Và cả nhà chú ý cho mình là khi mà thu về thì mình sẽ trùng hai cái đầu gối xuống. Đó, trùng hai cái đầu gối xuống như này. Về dáng cũ, rồi thu về. Đó, trùng ngay hai cái đầu gối xuống. Về dáng cũ này, về dáng cũ, em thu về, nhún chân thu về. Rồi, lại nhé các bạn nhé. Mình đã làm hết một khổ 8 rồi đấy. Lại này. 5, 6, 7, 8. Vuốt tay 1, hất xuống 2. Vòng tay 3, dừng 4. Đặt tay 5, èn 6, tà 7, về 8. Rồi, lại một lần nữa nhé. 5, 6, 7, 8. Vuốt tay 1, hất xuống 2. Vòng tay sang trái 3, em dừng tay 4, đặt tay xoay chân 5, đổi trụ 6, tà 7, đó, tà 7, hất lên đổi lên một cái, rồi thu về 8. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử nhạc nhé. xin tôi chào dễ ai phụ ý tổng lưu đã suy sớm mình phong bề xin tôi chào dễ ai phụ ý tổng lưu đã suy
Rồi, rất tốt, khởi đầu như vậy là rất tốt rồi. Tư thế này, hai tay chúng ta, hai cái bàn tay chúng ta cuộn vào trong một vòng, rồi đặt chéo qua nhau hình cánh bướm. Rồi, bàn tay vẫn như thế thôi, bàn tay vẫn thả lỏng và mềm mại, các ngón tay hơi khom vào nhau một chút. Rồi, trở lại tư thế. Rồi, 5, 6, 7, 8. Và cuộn tay đặt chéo vào nhau. Đó, cổ tay bên phải sẽ ở dưới cổ tay bên trái nhé. Lại này, 5, 6, 7, 8. Cuộn vào, đặt chéo. Rồi, tiếp theo này, lại mở ra, hất ra ngoài. 7. Sau đó, chúng ta sẽ đặt cả hai tay xuống dưới. Đó, đặt hai tay xuống dưới thì thẳng bàn tay nhé. Sau đó kéo lên một cái thì nắm các ngón tay vào nhé. Rồi chúng ta sẽ làm lại cả tổ hợp tay đó này. 5, 6, 7, 8. Vòng tay 1, đặt chéo vào 2, hất tay ra 3, tả kéo lên 4. Lại nhé. 5, 6, 7, 8. Vòng tay 1, về 2, hất tay 3, đặt xuống tả 4. Ok, thêm một chút chân này. Chân chúng ta đang nhún đúng không? Chân chúng ta đang nhún này. Rồi, khi mà hai tay vòng thì mình sẽ bước cái chân phải ra và chú ý là đặt mũi chân thôi. Lại một lần nữa, chỉ đặt mũi chân, đồng thời đẩy cao hông bên phải lên. Đó, hông bình thường này, hông đẩy cao lên này. Đó, lại nhá. Đang về tư thế trùng chân này. Rồi, cuộn tay, đẩy hông. Đó, sau khi đẩy hông và chân ra thì mình sẽ thu về và vẫn nhún chân, vẫn trở về tư thế nhún chân và hai tay đan chéo. Lại nhé, 5, 6, 7, bước chân phải hách hông lên rồi thu về, bắt tay chéo. Rồi tiếp tục lại chân trái đẩy lên, vẫn là nhón ngón chân và đẩy hông bên trái. Đó, hông trái đẩy và chỉ chạm cái mũi chân thôi, để hất lên. Rồi chỗ này thu về thì mình sẽ không trùng chân nhá, mà mình sẽ thẳng chân để đợi đến khi mình kéo tay lên á. Đó, thì mình mới nhún chân xuống. Rồi, làm lại nhá mọi người. Chỗ này nó hơi nhiều động tác con một chút. Khi mà mình làm quen rồi thì mình sẽ làm được dễ dàng hơn thôi. Rồi, lại từ động tác ban đầu này. Cuộn tay vào, bước chân ra, thu chân vào, chéo tay xuống, hất tay ra, chân trái ra, rồi thu chân tay về thẳng chân và kéo xuống. Rồi chúng ta sẽ làm theo nhịp đếm nhé. 8 này, 1, thu về 2, đổi 3, tả 4. Nhanh hơn một chút nữa này. 8, hách mông 1, về 2, ẻn chân lên 3, tả nếu là thẳng chân, kéo 4. Rồi, lại một lần nữa nha. 5, 6, 7, 8, vòng 1, về 2, hấp 3, tả 4. Rồi, thử nhanh nhịp một chút như vậy nhá. Nhanh nhịp một chút cái phần 3, tả 4 này, nó rất là nhanh đó. Nó liền nhau luôn. 3, tả, 4. Lại cùng với mình 3 cái nhịp đấy nhá. 5, 6, 7, 8. 3, tả, 4. Một lần nữa. 3, tả, 4. Rồi, lại nào. Từ đây nhá. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tả, 4. Lại một lần nữa. 5, 6, 7, 8. 1, về 2, 3, tả, 4. Rồi, tiếp theo này, chân trái chúng ta sẽ bước lên trước và tay trái đồng thời hất cái tóc này ra. Tay trái đang ở đây nhá, mình sẽ giấu tay phải đi này, còn tay trái hất tóc qua mặt đó. Động tác này nó hơi điệu đà một chút. Đó, mình sẽ tay trái mình sẽ hất tóc qua một chút. Rồi đồng thời chân trái bước đi này. Một này. Rồi bây giờ mình mới dùng đến tay phải này. Tay phải sẽ đặt xuống hông. Đó, đặt xuống bên cạnh hông. Rồi, lại nhé.
ta tả 4, 5, 6, 7, bước sang 1, đặt tay 2. Khi mà đặt tay phải lên ý, thì chân phải cũng đặt ngang. Lần này đặt ngang nhé, không phải đặt chéo lên đây đâu nhá. Đặt ngang và kiễng mũi chân lên nhá. Cũng đẩy cái hông lên luôn. 3, sau đó mình giấu tay, giấu cả hai tay đằng sau và xoay người lại về thẳng đằng trước. Lúc đầu là khi chúng ta đặt cái tay phải về về hông ấy, đó, hết hông lên thì người mình sẽ hơi nghiêng về hướng chéo này một chút. Đây người đang hướng chéo này. Rồi người về hướng thẳng, giấu hai tay đi này. Và sau đó ngồi lại xuống chân bên trái cho mình. Đó, cái động tác ngồi xuống chân này, trụ xuống chân bên trái lúc nãy chúng ta đã tập rồi nha. Đó, bây giờ vẫn là trụ chân trái. Kiểm tra chân phải. Đúng rồi, nhấc lên ok là đúng trụ rồi. Đó, và hai tay lại cong, hơi cong khuỷu tay và duỗi dài ra cho mình. Hai cái bàn tay nhớ là cong ngón tay xuống nhé. Đó, cái thế tay này chúng ta đã tập bên kia rồi. Đó, bây giờ chỉ giơ lại, làm lại, đổi bên thôi. Lại nhé. Từ động tác này này, vừa kéo lên xong, vuốt tay trái qua mặt, bước chân trái, bước chân trái, sau đó mở chân phải, đặt tay phải xuống bên cạnh hông, người hướng chéo, sau đó giấu tay, xoay người về đằng trước, và hai ba bật tay lên. Đó, và khi mà chúng ta bật tay lên ý, chúng ta cũng ngồi xuống, trụ xuống chân trái. Rồi, lại nhé. Từ người thẳng này, bật lên. Rồi, lại. 5, 6, 7, ẹt. Bật tay. Rồi, chính xác. Lại một lần nữa nhé. Đây, từ vị trí vừa kéo lên này. 5, 6, 7. Bước chân trái, đặt tay phải, thẳng người ra và đẩy tay. Rồi, chúng ta sẽ làm lại từ chỗ này nhé. Đó, 5, 5, 6, 7, 8, vòng 1, về 2, hấp 3, tả 4, bước chân trái này, 5, đặt tay phải, chân phải, 6, thu vào 7, hất lên 8. Rồi, lại nhé, nhanh nhịp hơn và liền nhịp hơn một chút này, 8, ỉ, 1, về 2, hất 3, tả 4, bước sang 5, đặt tay 6, thu về 7, về 8. Đó, một lần nữa nha, một lần nữa cho chắc này. 5, 6, 7, 8, vòng tay 1, về 2, chân 3, tả 4, hất tóc 5, đặt tay 6, thu về 7, hất lên 8. Ok, chúng ta đã xong một lần 8 tiếp theo. Chúng ta sẽ vào thử nhả nhanh nhé. Tất cả các động tác thì mình sẽ cố gắng là siết chặt cái cơ thể lại, làm động tác dứt khoát và rõ ràng hơn nhé, để chúng ta có thể theo kịp và làm đúng cái